Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai mẹ con sống cùng với nhau. Người mẹ do chỉ có một cậu con trai nên hết sức yêu thương và chiều chuộng. Dù gia đình nghèo khó, nhưng cậu muốn gì, mẹ cậu đều cố gắng chiều theo, nên tính cậu ngày càng ương bướng và ham chơi. Một hôm, do bị mẹ mắng, nên cậu giận dỗi, vung văng bỏ nhà đi và la cà khắp nơi. Mẹ cậu ở nhà không biết cậu ở đâu nên buồn lắm. Ngày qua ngày, mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng cậu về, mãi mà vẫn không thấy cậu đâu. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu gục xuống. Cậu cứ đi mãi, lang thang khắp nơi, đến nỗi không nhớ được mình đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị đám trẻ lớn hơn đuổi đánh, cậu mới nhớ đến mẹ. Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn. Khi mình bị bắt nạt, mẹ vẫn bên mình. Về với mẹ thôi, cậu liền tìm đường về nhà. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng mẹ thì lại chẳng thấy đâu. Cậu khản tiếng gọi: "Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi? Con đói quá." Cậu bé gục xuống rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng rung rẩy, những đài hoa bé tí trổ ra từ các cành lá, nở trắng như mây. Khi những đóa hoa tàn úa, từ đó xuất hiện những quả non bé nhỏ, rồi quả lớn nhanh như thổi, da căng mịn và có màu xanh óng ánh. Bỗng, cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé. Cậu bé cắn một miếng thật to, chát quá. Quả thứ hai rơi xuống, cậu lột vỏ và cắn vào hạt quả, cứng quá. Quả thứ ba rơi xuống, cậu bóp nhẹ xung quanh, lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, mùi thơm dịu dàng. Cậu bé ghé môi, hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thấy thơm ngon như sữa mẹ. Khi ấy, cây khẽ rung rinh cành lá, thì thào như tiếng gió. Ăn trái 3 lần mới biết trái ngon, còn có lớn khôn mới hay lòng mẹ. Cậu nhận ra mẹ đã không còn nữa và oà lên khóc nức nở. Tán cây rộng phủ bóng một gốc sân, lá cây một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì, thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây, cây dịu dàng xoa cành ôm lấy cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về. Cậu kể cho mọi người nghe câu chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình. Rất nhiều người đã tò mò đến thăm và thưởng thức món trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu. Ai nấy đều rất thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là cây vú sữa. Các bé ơi, sau khi nghe chuyện này, các bé phải biết ngoan ngoãn nghe lời và phải biết thương yêu ba mẹ mình. Đừng mê chơi làm ba mẹ mình buồn như cậu bé trong truyện nhé.